kính thưa anh chị em hôm nay thông lệ là ngày thứ năm trong tuần thứ sáu mùa phục sinh chọn là ngày lễ chúa thăng thiên là ngày bổn mạng của ở, truyền thông công giáo và trong dịp này tôi cũng muốn à, xin chia sẻ với à, anh chị em về cái sứ điệp truyền thông mà đức thánh cha Francisco gửi đến cho toàn thế giới trong cái dịp đặc biệt này trong sứ điệp kỳ này đức thánh cha đã nhấn mạnh đến chủ đề về lắng nghe đó là một cái điều mà tôi cảm thấy ngài đang thể hiện một cái sự hiểu biết và rất là gần cận đối với cái cuộc sống và nhất là những cái hoạt động truyền thông như trên toàn thế giới việc chọn chủ đề lắng nghe cho cái sứ điệp của ngày thế giới truyền thông năm nay ngài đã bày tỏ một cái ý thức rằng con người nó được tạo dựng lên là để sống với nhau và sống với đấng tạo thành nên mình à, cho nên uh, ngài cũng qua đó quả quyết rằng cái uh, nhu cầu quan trọng nhất của con người mọi thời đó là được lắng nghe nghĩa là được trân trọng và được yêu thương đồng thời cái nhu cầu khác nữa là cái nhu cầu là sao lắng nghe được, được lắng nghe và lắng nghe được. Đó là một cái điều mà nó trở thành một cái nhu cầu hết sức là thiết yếu của con người. Cái lắng nghe được nghĩa là người có khả năng để giao tiếp để sống cái tương giao. Chứ nếu không như chúng ta biết rằng cái người mà không thể nghe được thì nó sẽ dẫn tới không nói được mà không nghe không nói được thì làm sao mà giao tiếp được với con người mà cái bản tính của con người đó là cần phải sống cái tương giao đó cho nên cần phải được lắng nghe là một cái nhu cầu thâm sâu của con người nhưng mà đồng thời con người cũng cần phải có khả năng để lắng nghe cho được nữa và cái điều này không chỉ với những con người mà còn đối với thiên chúa là đấng tạo thành mình khi mà mình lắng nghe được lời Chúa và hiểu được ý muốn của Thiên Chúa thì lúc đó con người ta mới có thể lắng nghe được tiếng lòng của con người, của anh chị em của mình. Và nếu không biết lắng nghe được những thao thức khác mong của con người thì rồi cũng sẽ có lúc mình khó có thể nghe được tiếng của Chúa và cũng khó có thể hiểu được ý muốn của Chúa. Nên chúng ta lại thấy không chỉ lắng nghe bình thường mà ở đây đức thanh Cha qua sứ điệp này có thể nói một cái chủ đề nó đầy đủ đó, là cần phải biết lắng nghe bằng trái tim tức là ngày ghép cái từ bằng trái tim đó vào sau chữ lắng nghe để cho thấy rằng cái chuyện lắng nghe ở đây không chỉ là nhờ cái lỗ tai mà còn cần cái trái tim nữa thì con người mới có thể à, lắng nghe cho đủ và thấu hiểu để có thể sống với nhau cách tốt đẹp chúng ta biết bản chất của trái tim đó là luôn hoạt động để thông truyền sự sống để thúc đẩy yêu thương để kiến tạo hạnh phúc à, do đó hoạt động của trái tim là phải là hoạt động không ngừng và cũng phải thông nữa đó là cái điều mà chúng ta có kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày trái tim của mình mà nếu nó trục trặc nó ngừng đập thì kể như chết não của mình nó có thể ngừng khi chết não nhưng mà tim còn đập thì cũng còn thoi thóp nhưng mà nếu tim mình nó ngừng đập là hết chuyện và cho dù nếu tim nó còn đập nhưng mà nó có những ách tắc có những trục trặc thì cũng có những nguy hiểm và dẫn đến cái chết chóc như người ta vẫn hay nói kinh nghiệm của người đông y đó Để nói thông thì tất là bất thống mà thống thì tất là bất thông nghĩa là nếu mà thông thì nó không có đau mà nếu nó đau thì tức là nó đang không có thông cho nên đó là cái nguyên lý hoạt động của trái tim nó rất là bình thường dễ hiểu nhưng mà như vậy ở đây khi mà đức thánh cha đưa cái trái tim vào để con người phải lắng nghe bằng trái tim của mình thì điều đó ngài cũng muốn rằng cái nguyên lý hoạt động của trái tim cũng À, là cái tiêu chí và là cái chuẩn mực của hoạt động truyền thông Mà mọi người chúng ta đều được mời gọi để tham gia Hay đúng hơn là sống cái sứ mạng truyền thông Cho xứng hợp với nhu cầu tương giao là bản tính của con người Do đó, cái người hoạt động truyền thông thì được uh, mời gọi và được đòi hỏi Là phải có tâm Và phải làm việc với trái tim của mình Nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng ta nhân danh cái trái tim của mình nhân danh lòng của mình rồi thì làm sao cũng được nói trái tim ở đây là trái tim cần phải được thanh tẩy cần phải được rèn luyện để có thể nó là một chuẩn mực cho cái công cuộc truyền thông vì thế chúng ta nói đến cái truyền thông đích thực và đúng đắn thì nó còn phải dựa trên những cái tiêu chí và cái chuẩn mực mà trái tim nó soi sáng cho chúng ta người loan báo cái tin mừng người loan báo cái sự thật đó phải là một cái tiêu chí đầu tiên của cái việc truyền thông bởi vì nếu không cái việc thực hiện cái công cuộc truyền thông nó sẽ dễ gây hoang mang nghi ngờ và vì nó làm cho người ta không biết đâu là thật đâu là giả khiến nhiều người mất lòng tin nơi truyền thông vì đã bị lừa bị lợi dụng qua những tin giả, qua các xảo thuật giật tiết khơi gợi sự tò mò hay những thị hiếu của quần chúng để thủ lợi. À, có nhiều à, cha ở trong à, à, cộng đoàn tòa giám mục của tôi đó, có khi các ngài cũng cười kể lại là hôm nay mình bị lừa rồi, mình thấy cái tiết nó nói hay quá, nhưng mà thực sự khi coi thì không có gì hết. Một lần tôi ra một cái thư thông báo về tình hình dịch bệnh rồi kêu gọi thì người ta đặt cho ngay một cái tít là một giáo phận trở thành ổ dịch. trở nên nghe nó rất là sôi nổi nhưng mà thực sự thì không có gì cả. Họ chỉ đọc lên lại cái cái thông báo của uh, giáo phận mà thôi. Cái điều mà thứ hai cái cái, cái việc truyền thông mà đích thực á, nó phải là nhằm để phục vụ con người. Chúng ta biết ngày hôm nay với những cái sự tiến bộ và những phương tiện truyền thông càng ngày càng tốt đẹp nó cũng là một cái cơ hội và những điều kiện rất tốt để con người có nhiều cái cơ hội để học hỏi để thăng tiến để vươn lên tới chân thiện mỹ đó là cái đích cùng cái mơ ước của con người và cái việc truyền thông mà đúng đắn và đích thực thì nó cũng phải Uh, nhằm nối kết yêu thương hiệp thông uh, nó càng ngày càng giúp cho con người dễ kết nối tương giao với nhau và có thể chia sẻ những vui buồn thế nhưng những cái uh, phương tiện truyền thông này uh, nó càng tiến bộ thì có khi cũng càng dễ bị lạm dụng và để tránh những cái tiêu cực và những nguy hiểm của phương, phương tiện truyền thông thì chúng ta thấy cần phải thanh luyện cái trái tim của mình À, khỏi những cái tâm tình chia rẽ những phải xóa giải đi những cái kỳ thị loại trừ và phải vượt thắng đi những cái gian dối những lạm dụng và có khi vụ lợi nữa bởi vì nếu không thì cái việc truyền thông của chúng ta nó sẽ à, đem ra rất là nhiều những cái tiêu cực và trong cái tinh thần này tôi nghĩ đến mình đang trong cái tiến trình của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới à, lần thứ 56 này thì à, chúng ta thấy rằng à, à, cái tiêu chí của à, thượng hội đồng giám mục lần này nhắm đến xây dựng một hội thánh à, mang tính hiệp hành thì à, cái tiêu chí à, của thượng hội đồng lần này đó là phải hiệp thông, tham gia và à, sứ vụ thì nó cần phải là tiêu chuẩn của mọi hoạt động truyền thông. Có nghĩa là Mọi hoạt động truyền thông cần phải thực hiện trong cái tinh thần hiệp thông và nhằm xây dựng sự hiệp thông Đó là điều thứ nhất Điều thứ hai đó là Nó phải tích cực cổ võ sự tham gia để mọi người Đều được mời gọi vào công tác vào cái việc xây dựng chung Nó vừa thể hiện cái tinh thần hiệp thông mà cũng vừa chia sẻ cái trách nhiệm chung của cộng đồng Nhất là cộng đồng nhân loại Và tất cả cũng phải góp phần vào việc thực thi sứ mạng rao truyền cái Chân lý cứu rỗi của con người Nhằm xây dựng sự hiệp nhất yêu thương Và giúp cho con người được thăng tiến lên trong hạnh phúc Và góp phần tôn vinh Thiên Chúa à, Cụ thể theo cái đề nghị của Đức Cha Khảm vừa rồi Trong cái cuộc phỏng vấn của Ngài mới đây à, Ngài cũng là thành viên của Bộ Truyền thông Công giáo à, Ngài cũng đề nghị rằng Chúng ta cần phải tích cực sống với tinh thần hiệp thông hãy kết nối chặt chẽ hơn trong tinh thần huynh đệ à, tương trợ nhau giữa các ban truyền thông của các giáo phận, các dòng tu nam nữ và ở đây ngài nhấn mạnh rằng đặc biệt ngài cũng gợi ý và mời gọi rằng tất cả những hoạt động truyền thông, à, những người mà hoạt động truyền thông độc lập đó, những người có khả năng, những người có uh, khiếu và có cái thao thức muốn hoạt động trong cái công cuộc truyền thông này thì tất cả những người này cũng được cần được mời gọi mà không có cần phải phân biệt, phải kỳ thị hoặc là vì một định kiến nào cả. Để mời gọi tất cả những người này có thể tham gia phục vụ ích chung trong tinh thần lương thiện. Miễn sao họ cũng có được một cái con tim trong sáng vì muốn phục vụ cho ích chung. Và chúng tôi thiết nghĩ rằng đây cũng là một cái điều rất là tốt và cũng cần phải mở ra để thể hiện cái tinh thần hiệp hành và hy vọng rằng với những cái cố gắng sống tinh thần hiệp hành này thì nó sẽ giúp xóa giải đi những khó khăn, những cách biệt và nó góp phần kiến tạo cái tình huynh đệ dẫn tới sự hiệp nhất yêu thương. Và tôi nghĩ đó cũng là cái điều mà chắc chắn là nó sẽ có nhiều cái khó khăn không dễ thực hiện nhưng mà khi với một cái con tim trong sáng, một cái tâm tình luôn hướng thượng và lạc quan, tôi hy vọng rằng À, những cái cố gắng đó nó sẽ giúp cho chúng ta, cách đặc biệt trong cái tiến trình à, mà chúng ta cũng cần phải cất bước hành trình nghĩa là cùng sống hiệp hành với nhau thì giáo hội sẽ có thể được mở rộng và à, thu hoạch được nhiều những cái thành quả tốt đẹp và bớt đi được những cái khó khăn, những cái trở ngại vì những cái mặt tiêu cực của truyền thông. À, xin cảm ơn tất cả mọi người đã à, lắng nghe.